Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, tình trạng nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ sẽ vẫn xuất hiện rải rác trong ngày ở khu vực Bắc Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, đới gió Đông Nam vẫn tiếp tục chi phối toàn bộ các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Vì thế, cả thủ đô Hà Nội, khu vực ven biển cũng như các tỉnh vùng núi là Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang đều có chung tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù kéo dài. Do trời nhiều mây và có mưa, nên nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ban ngày vẫn còn thấp, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Với các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, do ít chịu tác động của gió Đông Nam, nên khu vực này ngày mai trời vẫn còn nắng và nhiệt độ thì cao hơn, dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Riêng một số nơi khu Tây Bắc như Mường La, Mường Lai, Mường Tè với nhiệt độ có thể lên tới mức từ 24 đến 27 độ. Dự báo từ thứ Bảy tuần này, tức là nhằm ngày 19 đến ngày 21 tháng 2, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Tình trạng rét đậm rét hại tiếp tục xảy ra ở vùng núi phía Bắc. Ảnh hưởng lớn của đợt không khí lạnh lần này sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, lưu xuống khu vực miền Trung. Trong sáng nay, vùng mưa tập trung tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Định, nhưng cường độ không lớn, với lượng mưa chủ yếu từ 3 đến 6 mm. Đến chiều, mưa giảm xuống một vài nơi, tuy nhiên trời vẫn nhiều mây. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, mưa tiếp tục duy trì ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi, với diện mưa ở mức rải rác. Sáng ngày mai, miền Trung mưa tiếp tục giảm nhanh. Tuy nhiên, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, ở nhiệt độ ngày vì thế vẫn thấp từ 18 đến 22 độ và trời tiếp tục rét. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định, sáng thì trời nhiều mây nhưng chiều mai trời hửng nắng, nhiệt độ ngày tăng lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, ngày mai không mưa, trời nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 27 đến 31 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, từ ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ quay trở lại với thời tiết mùa khô đặc trưng. Trời ít mây, nắng mạnh từ sớm, với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù, mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa có thời tiết tốt, có gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, không mưa. Riêng khu vực huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc ở mức cấp 4, mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt, không có nơi nào xuất hiện tình trạng biển động. Thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng biển trên cả nước trong ngày và đêm 17 tháng 2 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội chiều mai, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Sang đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều và mai trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 27 độ. Sáng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 24 độ, có nơi trên 20 độ. Lui xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 18 đến 21 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ. Lui xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Sang đến khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lui xuống khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.